Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với video ngày hôm nay trên kênh của No Carpet. Hôm nay thì video mình sẽ cùng anh em đi review và trải nghiệm cầu thủ đó là Kawamoto trong PES 2024 Mobile. Và chúng ta cùng đến với hiệp 1 hiệp thi đấu đầu tiên để cùng trải nghiệm Kawamoto trên kênh của No Carpet nha. Và trong hiệp thi đấu thứ nhất này thì đội bóng của No Carpet sẽ bảo vệ cầu môn bên trái với trang phục là áo trắng quần xanh. Còn đội bạn thì bảo vệ cầu môn bên phải với trang phục là áo đỏ quần đỏ. Và bóng đang trong quyền kiểm soát của các cầu thủ bên phía đội bóng của No Carpet. Himarasu là người vừa có pha để mất bóng vào chân của các cầu thủ hậu vệ đội bạn. Và đây là một pha tấn công. Colombo là người có bóng, một pha xuống bóng hợp lý dành đến cho đồng đội. Và liệu rằng đội bạn có bàn thắng để khai thông thế bế tắc ở tình huống này hay không? Một pha đi bóng như chỗ không người, sau đó là một cú dứt điểm vào bên trong. Đây là tình huống tạt bóng và vừa rồi là một pha bóng lên an toàn. Bóng quay trở về, quyền kiểm soát dành đến cho các cầu thủ bên phía áo đỏ. Đây là Caponi, một pha xuống bóng hợp lý dành đến cho đồng đội. Và đây là một đợt tấn công, vừa rồi là một pha bóng lên an toàn của các cầu thủ bên phía đội bạn. Và người đang có bóng đó là Kawamoto. Một đường chuyền dành đến cho Caponi. Và vừa rồi thì cầu thủ đội bạn đã có một pha hóa giải thành công tình huống tấn công của đội bóng bên phía các cầu thủ No Carpet. Bóng quay trở về, quyền kiểm soát dành đến cho đội bóng áo trắng. Và đây là Kayama, một pha thoát xuống. Và vừa rồi Kayama đã bị lỡ nhịp trong tình huống xử lý cơ hội để cho Kawamoto có bàn. Và vừa rồi là một tình huống cỡ lòng mang thương hiệu của Kawamoto. Và tỷ số đã được mở 1-0 dành đến cho đội bóng bên phía của các cầu thủ X-Carpet. Vừa rồi thì N-Carpet đã có một tình huống dứt điểm ghi bàn rất hay. Đây là tình huống giao bóng của đội bạn và người có bóng đó là Carboni. Bóng đang trong chân của đội bóng áo đỏ nào. Liệu rằng các cầu thủ đội bạn sẽ làm gì để có thể ghi được bàn vào lưới của thủ thành bên phía các cầu thủ N-Carpet. Một đường chuyền vào bên trong và vừa rồi là một pha không chiến khá tốt của cầu thủ bên phía chúng ta. Đây là Sugimoto, bóng đang trong chân của Amagasa. Kazama là người có đường chuyền. Và đây là một cơ hội để cho Hiramatsu có một tình huống đột phá. Những pha đi bóng rất tự tin, sau đó là một đường chuyền vào trong. Và pha chuyền bóng vừa rồi đã tạo nên một cơ hội dành đến cho Kawamoto. Nhưng còn đó là sự xuất sắc của thủ thành bên phía đội bạn khiến cho chúng ta vẫn chưa thể có được bàn thắng để có thể nâng tỷ số lên 2-0 ở trận đấu ngày hôm nay. Liên tục là những cơ hội dành đến cho đội bóng áo trắng. Phút thứ 34 của trận đấu và tỷ số hiện tại vẫn đang là 1-0. Và liệu rằng những phút còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất thì có thêm bàn hay không? Một pha phòng ngự rất chắc chắn đến từ cầu thủ bên phía đội bạn. Và đây là một cơ hội tấn công. Pessina là người có bóng, một đường chuyền dành đến cho đồng đội. Tuy nhiên thì vừa rồi lại là một pha hóa giải của đội bóng bên phía các cầu thủ No Carpet. Đây là một cơ hội nào? Và Sakai vừa rồi đã có một tình huống phá bóng lên. Và người đang có bóng đó là Amagasa. Đây là một đường chuyền dành đến cho Kawamoto và cơ hội để cho Sugimoto có một pha kiến tạo. Ở bên trong thì đang có Kawamoto và đây là một cơ hội nào? Vừa rồi là một pha xử lý hơi cầu toàn của cầu thủ tiền đạo bên phía No Carpet và khiến cho cơ hội đã trôi qua. Người đang có bóng đó là các cầu thủ bên phía đội bạn và 0 phút là thời gian bù giờ của hiệp thi đấu đầu tiên. Cơ hội dành đến cho Colombo. Vừa rồi thì Colombo là không thể vượt qua được cầu thủ của các cầu thủ bên phía của No Carpet, nhưng rất bất ngờ sau đó lại có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1. Một cú ra chân rất hay, một pha chớp thời cơ của Colombo. Tưởng chừng như cơ hội đã trôi qua đối với Colombo, nhưng anh không bỏ cuộc và sau đó thì đã được đền đáp xứng đáng với bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1. Và hiệp 1 tại tạm thời kết thúc với tỷ số cân bằng. Xin mời anh em cùng đến với hiệp thi đấu thứ hai để chúng ta cùng tiếp tục trải nghiệm Kawamoto cùng với lại No Carpet. Ở hiệp thi đấu đầu tiên thì bàn thắng của đội bóng bên phía No Carpet thì người lập công không ai khác đó là Kawamoto. Và đây là các cầu thủ bên phía áo đỏ nào. Ngay những phút đầu hiệp 2 thì đội bạn đã tràn lên tấn công để có thể có những tình huống đánh phủ đầu so với đội bóng của No Carpet. Và vừa rồi là một pha dứt điểm không thành công, người có pha bỏ lỡ đó là Kurmani. Đây là pha phát bóng lên của thủ thành Kusibiki bên phía các cầu thủ No Carpet. Chúng ta phải thi đấu thật sự cẩn trọng với những cầu thủ sở hữu đẳng cấp cao như đội bạn thì rất dễ để có bàn. Đây là một cơ hội tấn công tiếp theo. Đội bạn đang chiếm khá tốt khu vực giữa sân. Những pha phát bóng lên thì thường bóng tới chân của các cầu thủ áo đỏ. Đây là Koki Kajata, đường chuyền dành đến cho Sugimoto. Vừa rồi là một pha xuống bóng dành đến cho Kawamoto. Và pha dứt điểm vừa rồi, pha ghi bàn và nâng tỷ số lên 2-1. Một bàn thắng quan trọng ở phút thứ 56 của trận đấu. Và người lập công không ai khác đó là Kawamoto, người mình làm review hôm nay đã có cho mình bàn thắng thứ hai.
cú đúp dành đến cho Kawamoto ở trận đấu ngày hôm nay. Đấy là Carboni, người đang có bóng đó là Candiroa. Bóng quay trở về quyền kiểm soát dành đến cho đội bóng áo đỏ. Và đây là pha xử lý của Bessina, một tình huống xuống bóng. Và vừa rồi thì hậu vệ bên phía các cầu thủ NKPF đã có một tình huống phòng ngự rất hay. Một đường chuyền lên phía trên dành đến cho Himatsu. Tuy nhiên thì hậu vệ của chúng ta đã cắt bóng thành công ở tình huống vừa rồi. Đây là Pessina, một pha cắt bóng của Srirora. Bóng quay trở về quyền kiểm soát cho đội bóng áo trắng. Và chúng ta có một pha thoát xuống rất hay của cầu thủ tiền đạo bên phía NKPF. Nhưng còn đó là sự xuất sắc của Caponi. Anh kịp thời sửa sai ở tình huống trước đó. Và sau đó là một pha lấy bóng rất bình tĩnh. Một tình huống tì đè và Caponi đã thể hiện hết đẳng cấp của mình ở pha lấy bóng vừa rồi. Đấy là một tình huống chọc khe dành đến cho Kawamoto. Và pha dứt điểm với vừa rồi của Kawamoto chưa đạt độ chính xác quá cao. Và bóng đã đi cao hơn so với xà ngang khung thành. Chúng ta đang được xem lại pha dứt điểm vừa rồi của Kawamoto. Rất đáng tiếc cho cú ra chân vừa rồi. Và đây là pha phát bóng lên của thủ môn bên phía đội bạn. Phút thứ 68 của trận đấu rồi. Và tỷ số vẫn đang là 2-1. Cách biệt đang là 1 bàn. 1 bàn là một cách biệt rất mong manh. Và đây là một pha sai lầm của hậu vệ đối phương. Tuy nhiên thì các cầu thủ tiền đạo của NKPS cũng đã không thể tận dụng được cơ hội vừa rồi. Đường chuyền rất hay của Bessina dành đến cho Kyria. Một pha qua người rất hay. Sau đó là một tình huống chuyền bóng theo kiểu Chivera. Bóng như đặt vào đầu của đồng đội. Và ngay lập tức thì Colmani đã có cho mình bàn thắng cân bằng tỷ số 2 đều ở phút thứ 73. Một pha ghi bàn quá dễ dàng của Colmani. Những việc khó nhất thì người đồng đội của anh đã làm hết. Và sau đó chỉ là một tình huống đánh đầu vào lưới trống của Colmani. Và đây sẽ là tình huống giao bóng của các cầu thủ bên phía NKPS. Và liệu rằng đội bóng của NKPS sẽ làm gì sau khi bị dẫn trước ở tình huống vừa rồi. Chúng ta đang được xem lại pha chuyền bóng phải nói là cực kỳ đẳng cấp. Người chuyền cũng hay, người dứt điểm cũng hay. Và đây là pha giao bóng nào. Đứng trước bóng đó là Himarasu. Đây là Amagasa. Bóng quay trở về quyền kiểm soát cho đội bóng áo trắng. Và Kawamoto đang có một cơ hội. Cú dứt điểm ở góc hẹp vừa rồi của Kawamoto là không thành công. Bóng chưa thể qua được đôi tay của thủ thành xuất sắc bên phía đội bạn. Và chúng ta đang được xem lại pha đi bóng vào dứt điểm vừa rồi. Một tình huống dứt điểm bằng chân thuận. Tuy nhiên thì bàn thắng vẫn chưa tới. Khá đáng tiếc cho pha bóng vừa rồi. Và đây là một tình huống đá phạt góc của Kajama. Koki Kajama có một đường chuyền, một pha đá phạt góc theo bài. Đây là Amagasa. Bóng quay trở về quyền kiểm soát dành đến cho các cầu thủ áo trắng. Và chúng ta vẫn đang có bóng nào. Đây là một cơ hội. Vừa rồi thì cầu thủ đội bạn đã cắt bóng trước pha dứt điểm của đội bóng bên phía NKPS. Đây tiếp tục là một tình huống tấn công dành đến cho các cầu thủ bên phía NKPS. Nakashio là người có bóng và đây là Sugimoto. Bóng được chuyền vào bên trong khu vực 16m50. Và liệu rằng có cơ hội và có bàn thắng hay không. Nakashio là người có bóng, một đường chuyền rất hay. Đây là Kawamoto. Pha xử lý rất bình tĩnh và cú dứt điểm vừa rồi của Kawamoto chưa thể qua được cái chân của hậu vệ bên phía đội bạn. Và đây tiếp tục là một cơ hội. Và vừa rồi là bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 dành đến cho các cầu thủ bên phía của các cầu thủ NKPS. Một cú hat-trick dành đến cho Kawamoto. Và anh đang có một phong độ cực kỳ cao và tỏa sáng đúng lúc ở trận đấu ngày hôm nay. Kawamoto là người đã ghi 3 bàn cho đội bóng bên phía NKPS. Một mình Kawamoto đang cân tất cả các cầu thủ bên phía đội bạn. Và bàn thắng vừa rồi của Kawamoto được ghi ở phút thứ 87 của trận đấu. Chúng ta đang được xem lại pha phối hợp mang về bàn thắng. Những tình huống đánh gót liên tiếp, sau đó là một cú kết thúc. Pha dứt điểm không thể cản phá của Kawamoto. Đấy là tình huống giao bóng của đội bạn nào. Để đang có bóng đó là Canboni. Và thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều. Chúng ta đang cầm chắc một chiến thắng trong tay. Vừa rồi là một pha dứt điểm không thành công của Carboni. Bóng vẫn trong quyền kiểm soát của đội bóng áo đỏ. Chúng ta cần phải có những tình huống phối hợp và có những tình huống phòng ngự chắc chắn ở những pha bóng cuối cùng này. Đây là Sakai. Cách biệt bây giờ đang là 1-3 và 6 phút sẽ là thời gian bù giờ của hiệp thi đấu thứ 2 trong trận đấu ra mắt hôm nay của Kawamoto. Đây là một pha cắt bóng tương đối hay. Colmani là người có bóng, một đường chuyền dành đến cho Colombo. Pha xuống đóng bóng dành đến cho Pessina và đây là một cơ hội. Vừa rồi thì đã có một tình huống phạm lỗi. Trọng tài đã ngay lập tức rút ra một chiếc thẻ, một pha phạm lỗi cần thiết của các cầu thủ bên phía của NKPS để không cho đội bạn có bàn. Rất may khi mà tình huống phạm lỗi ở ngay sát khu vực 16m50. Đây là một tình huống đá phạt rất nguy hiểm và liệu rằng có bàn thắng ở pha đá phạt trực tiếp này hay không?
chúng ta phải rất căng thẳng ở tình huống đá phạt này, và vừa rồi là một pha đá phạt không thể qua được hàng rào. Và thời gian thi đấu của phút bù giờ đã hết. Đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã cất lên và trận đấu đã kết thúc với tỷ số 3-2 như về các cầu thủ bên phía NK Pet. Cảm ơn anh em đã đón xem video ra mắt hôm nay của Kawamoto. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo trên kênh của NK Pet nha. Bye bye anh em.